Alo, dạ em xin mến chào đại gia đình yêu thương của em nha. Chào mừng mọi người đã đến kênh Đức Ngọc Family Channel. Và đến với chương trình ngày hôm nay thì em xin mến chúc đại gia đình của mình một ngày thật là nhiều niềm vui và có nhiều phút thư giãn khi xem clip kể chuyện của em nha. Nhớ like video và đăng ký kênh để ủng hộ cho em Ngọc có thêm tinh thần để làm những clip kể chuyện như quý vị. Cảm ơn đại gia đình của mình rất nhiều. Và ngày hôm nay em xin mến gửi đến cho đại gia đình của mình một câu chuyện ngắn mà có một cái tiêu đề khá là thú vị. Chơi đủ kiểu đứng nằm ngồi, ai dè mất hứng. Thì chơi đủ kiểu đứng nằm ngồi đó là cái tiêu đề mà độc đáo, thú vị và bá đạo nhất mà em nghĩ rằng nó phù hợp nhất trong cái câu chuyện này. Và em mến mời đại gia đình của mình cùng thưởng thức cái câu chuyện ngắn của em nha. Thì cái câu chuyện này nó nói về có cái anh chàng này. Anh chàng này thì ảnh mới vừa lấy vợ, mà ảnh với lại cái cô vợ là coi như là mới lấy nhau ước thì luôn, chưa có con cái gì hết trơn. Nhưng mà do cái cuộc sống mưu sinh, ảnh phải đi lên thành phố để làm việc. Thì làm việc á, cả một năm trời mới về. Thì khi mà ảnh đi làm việc như vậy, xa như vậy thì nhớ vợ dữ lắm đó. Cô vợ thì rất là đẹp mà đang chờ đợi ở quê nhà cho nên là rất là nhớ. Thì khi mà ảnh làm việc như vậy thì ảnh làm chung với một cái anh này. Anh này thì chưa có vợ, hai người thì chơi thân nhau dữ lắm, mới gặp nhau làm việc với nhau chừng vài tháng mà tình cảm thì như anh em ruột thịt vậy đó. Thì cái anh mà có vợ rồi mới tâm sự với cái thằng chưa vợ, nói ê mày ơi, tao nhớ vợ tao quá, tao chịu hết nổi rồi, chắc là kỳ này tao phải xin sếp cho về sớm để về thăm vợ ít hôm rồi lên đây làm tiếp đó, mày có muốn về không, tại vì quê tao có nhiều gái đẹp lắm, ở bên vợ tao gái đẹp nhiều lắm, mày chịu không? Thì cái anh này nghe nói vậy thì nói thiệt luôn là nghe gái đẹp thì ai không ham. Ừ thì thôi tao đi theo mày nha, có gì mày làm mai tao mấy nhỏ đẹp đẹp để có gì tao lựa, ai mà được hợp thì cưới luôn, nó tới luôn đó vậy đó. Thì bắt đầu là cái hai đứa bắt đầu là hẹn nhau, bắt đầu là ông này cũng nhớ vợ quá chịu nổi đâu, bắt đầu là mấy xin ông sếp, sếp cũng thấy tội nghiệp cũng cho hai anh em bắt đầu là bắt xe đò về luôn ngay trong đêm luôn. Thì khi mà về vậy đó thì đâu có nói cho cô vợ biết, vợ đâu biết đâu, vợ ở nhà thì cũng nghĩ là chồng đi làm thôi, cả năm mới về thì cũng thương lắm nhưng mà nhớ lắm, nhưng mà thôi cũng phải chịu thôi chứ giờ sao. Nhưng khi mà ông chồng ổng về thì bất ngờ là cái cô vợ này như là về, mà về trong đêm mà trời cũng khoảng chừng 8 giờ cũng còn sớm thôi. Thì cô này cũng như đang ở trong nhà chuẩn bị đóng cửa đó, thì bất ngờ hai cái anh này ập vô. Thì cái cô này cũng mừng quá, cô giật mình, cô hết hồn, cô tưởng ai. Nhìn kỹ là thì đó là chồng mình, thì mừng quá, thì hai vợ chồng ôm nhau khóc nức nở. Trời ơi anh ơi, nơi anh đi làm cái gì mà mấy tháng mà em tưởng như mấy năm vậy, nhớ anh quá à, anh cũng nhớ em quá à, anh xin sếp về để mà gặp em. Thôi hai vợ chồng mình gặp nhau vài hôm rồi anh lên em làm tiếp. Tôi nói hai vợ chồng nhìn tâm sự thấy tội nghiệp luôn. Thì cũng mở ra một cái bàn nhậu, rồi nhậu vậy đó, anh em nhậu thì cho vui đó. Thì bắt đầu là khi mà xỉn rồi thì cái thằng mà có vợ rồi á, thì tối nay là nói với vợ nó như xa nhau lâu lắm rồi, bữa nay là phải như là hâm nóng tình cảm, thì mới nói với lại cái thằng chưa vợ nó, bây giờ nhà tao thì cũng không có giàu có gì, chỉ có một phòng thôi, vợ chồng tao giờ ngủ trong cái phòng này ha. Nghe nói cái phòng thì nó sang chứ thật ra nó kéo một cái miếng rèm cửa màu đỏ vậy nè. Bây giờ mày chịu khó mày ngủ ngay bụi dáng cây này nghe không, ở trình trước nè, mày chịu không, chứ bây giờ đường xá xa xôi quá mà bây giờ không biết phải ngủ đâu, ngủ đỡ gì đi. Ôi mày lo tao làm chi, tao là đàn ông thanh niên ngủ đâu cũng được, thôi mày vô mày ngủ với vợ mày đi. Bắt đầu là cái anh này thì ngủ đây, hai chồng bắt đầu là ẵm cô vợ vô trong cái giường liền, là coi như là lâu quá rồi hai chồng bắt đầu là làm chuyện đó. Thì bắt đầu hai chồng đang nằm bắt đầu làm ha. Thì bắt đầu là cái anh này nằm ngoài buổi dáng, cái anh mà chưa có vợ nằm ngoài buổi dáng á, thì bắt đầu nó nằm cái quấy quánh mũi tâm nó cắt, chỗ nó chích đây nè, chích chỗ chích tay chích chân đứng, cái ảnh chịu đâu có nổi đâu, mũi nó chích trời thứ nào chịu nổi. Cái nó ảnh mới la lên nói bà mẹ nữa, nằm muốn chơi nữa hả, nằm muốn chơi là sao. Cái hai vợ chồng trong kia đang làm chuyện đó đâu biết gì đâu, thì mới cô vợ mới khiều anh chồng, anh ơi cái gì vậy em đang làm mà sao em kêu anh chi em, anh ơi làm như bạn anh á, nó mới vừa nói nằm mà cũng chơi nữa, bộ nó nghe mình làm cái gì sao nó nói gì kỳ quá anh ơi. Đó, thì ông chồng mới nói trời thân này sao giờ dạo này sao nó vô duyên quá, thôi chắc có lẽ nó nghe đó không ấy, bây giờ mình đứng lên đi em, mình đứng lên chắc là nó không có nghe đâu ha. Cái hai chồng bắt đầu là anh chồng nói sao thì cô vợ phải nghe, chồng gia trưởng với lắm, nói là vợ phải nghe. Bắt đầu là đứng, hai chồng đứng,
đứng bắt đầu làm tiếp. Thì ông nội ngồi đây á, thì ổng cũng mũi cắn quá rồi, ảnh nằm ảnh mũi cắn cắn rồi chịu không nổi, rồi ảnh đứng lên ảnh dựa tường, anh ngủ. Cái bắt đầu mũi đâu có tha, mày đứng hay mày nằm gì mũi nó cũng tha, nó bay lên chích tiếp, chích mặt, chích tai, chích đùi, chích mông, chích tùm lum á. Bắt đầu ảnh chịu hết nổi luôn, chỗ giọng thứ mà mũi mà tao nói rừng u minh Cà Mau mà thứ nào chịu nổi. Cho nên nó chích quá rồi ảnh mới bực quá, thì thôi ảnh mới thốt lên ảnh la nữa, bà mẹ nữa, đứng mà cũng chơi nữa hả? Đứng mà cũng chơi nữa là sao? À, thì bắt đầu là hai vợ chồng trong kia đang làm, trời anh sao mà anh có nghe gì không, nghe gì em, trời đang làm em cứ kêu hoài em làm mất hứng quá. Trời anh, em nghe thằng bạn anh nó la lên, nó nói đứng mà cũng chơi, bộ nó biết mình làm hay sao á, kỳ quá à, sao mà anh kiếm đâu ra cái người bạn gì mà vô duyên quá trời. Ừ anh cũng thấy là nó vô duyên hết sức luôn, hết hồn thiên hạ luôn. Không thấy bây giờ chắc có lẽ là nó nghe đó em. À hay giờ á, mình bắt đầu mình ngồi đi, kỳ có cái ghế nè, hai chồng mình ngồi đi ha. Trời ơi ngồi lên là hết sảy luôn. Bắt đầu hai chồng ngồi, ngồi cũng làm tính bơi đó. Thì bắt đầu cái thằng ngoài đây nó cũng mũi nó cắn, ngồi đứng gì gì chắc chắn là mũi nó cũng không tha đâu. Bắt đầu ảnh chuyển qua tư thế ảnh ngồi, ảnh ngồi cái ảnh ngủ, mà đang ngủ rồi đó, cái bắt đầu cái mũi lại chích nữa, chích túi túi bụi, chích mặt, trời chích nát bét luôn. Bắt đầu ảnh chịu hết nổi rồi ảnh mới la lên nữa, anh la lên tiếp, bà mẹ nữa, ngồi mà cũng chơi nữa hả? Ngồi mà cũng chơi là sao? Thì hai vợ chồng trong đây bắt đầu là thấy kỳ quá ha, anh ơi sao mà hả, bạn anh á tự nhiên mình ngồi nó cũng nghe, nó cũng nói mình ngồi cũng chơi, nó kỳ quá. Thôi, nghỉ mẹ cho nó khỏe đi, bực quá à cái thằng này, thì để ngày mai nói chuyện với nó nghe em. Thôi ngủ đi em, ngủ sớm đi, bà nội đó nữa, thằng này ngày mai mày chết với tao. Bắt đầu là sáng nay á, bắt đầu hai người đang đánh răng súc miệng gì nè đó, hai thằng thằng chưa vợ, thằng không vợ đánh răng súc miệng, thì cái thằng mà đang có vợ đánh răng rồi, thì thằng chưa vợ súc đang súc miệng vậy đó. Bắt đầu cái thằng có vợ nó mới nói nha, ê mày tao thiệt rồi nha, chỗ anh em bạn thân, tao mới nói mày tâm sự là tao nhớ vợ tao, tao về tao thăm vợ tao á, là vợ chồng tao xa nhau mấy tháng mà tưởng chừng như xa mấy thế kỷ vậy đó. Tối là tụi tao là làm chuyện đó, mày biết rồi đó, mà tại sao á tự nhiên á mày làm gì á, mày rình á làm sao mà tự nhiên á mày biết hết trơn à, mày la lên mày nói nằm cũng chơi, đứng cũng chơi, ngồi cũng chơi, sao tánh mày sao giờ kỳ quá à? Tao thì cái chỗ bạn bè với tao giận mình hết sức luôn vậy đó. Đó thì bắt đầu cái anh mà kia ảnh xúc miệng xong ảnh phun nước ra, ảnh mới nói gì đứng nằm chơi là gì, à hồi tối á mày hiểu lầm tao rồi, hồi tối đó là tại nhà mày mũi quá mà mày không có xịt thuốc xịt mũi, tao nói tao nằm mà tao nói mũi nó cắn tao quá, tao nằm nó cũng chích tao, tao ngồi nó cũng chích mà tao đứng nó cũng chích nó, tao nói nó mũi quá trời mũi mày ơi, cho nên tao chịu không nổi tao mới la lên, chứ tao đâu có biết vợ chồng mày làm gì đâu mà tao nói. Mày hiểu lầm tao rồi, tội nghiệp tao, thôi xin lỗi vợ chồng mày ha. Ha, thôi giờ coi như là không biết thì không có tội, thôi xin lỗi nha. Đó, đừng giận tao tội nghiệp, tại vì tánh tao là như vậy đó, tao bực quá mấy mũi hồi tối tao không có nói thiệt mày, tao nguyên đêm tao không có ngủ được. Mày không ngủ được chứ chợ tầm tao tao ngủ được hả? Tức muốn chết luôn vậy đó. Tức của tao nó muốn xanh mặt luôn á. Đó, đây là cái câu chuyện cũng khá là thú vị. Cảm ơn đại gia đình của mình rất là nhiều vì đã lắng nghe những cái câu chuyện của em nha. Mến chúc đại gia đình của mình một ngày thật là nhiều niềm vui và nhiều sức khỏe. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người trong những clip tiếp theo nha. Xin chào.